Xin chào, đây là The Bathroom Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về Level 8 Cave System. Level 8 Survival Difficulty Class 5 Unsafe, Unsecure, Entity Infestation. Level 8 là level thứ 9 của The Bathroom. Level này dường như là một hệ thống hang động vô tận với các hang động và những ngóc ngách đầy nguy hiểm. Level 8 được cấu tạo từ các hang động khổng lồ và hệ thống hang động nhỏ uốn lượn như những hệ thống hang động ngầm thông thường. Level này cực kỳ ẩm ướt với Amon Water chảy ra từ trên tường và trần. Âm thanh trong level sẽ vang vọng đi khắp cả level. Vậy nên, bạn có thể tương đối dễ dàng xác định được những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hay thậm chí, bạn có thể thu hút một vài thực thể nguy hiểm nếu không cẩn thận. Level 8 dường như không có ánh sáng tự nhiên nhưng các nguồn sáng không rõ nguồn gốc chiếu vào các bức tường ẩm ướt, làm cho level hơi sáng tại một số khu vực nhất định. Thảm thực vật của level này cực kỳ hiếm, thế nhưng cũng có một vài dạng cây leo khô và cây bụi nhỏ. Trong level 8, một hồ có chứa đầy Almond Water có thể được phát hiện trong level, thế nhưng nó không an toàn để tiêu thụ do chứa một lượng khoáng chất lớn. Ngoài những chiếc hồ có Almond Water ra, thì một số hồ nước được tìm thấy là chứa một loại chất nhớt giống như hắc ín, cùng với một chất được tìm thấy trong level 2 và level 7. Khi những người lang thang tiến vào khu vực, một loạt các bàn tay giống như tay người phủ đầy hắc ín sẽ tóm lấy và kéo họ xuống dưới hồ. Có một biến thể khác mà mình đã nói, đó chính là hồ nước được tạo lên từ nước cất. Khi bước vào những chiếc hồ này thì sẽ dẫn những người lang thang đến level 7. Trong level 8 cũng tồn tại nhiều loại quặng, bao gồm nhiều loại khoáng vật như sắt, đồng hoặc vàng, vân vân. Vì sự nguy hiểm của level, MEG đã xây dựng các tuyến đường đi lại công cộng tại những khu vực an toàn để phục vụ cho những người lang thang di chuyển an toàn bên trong level 8. Level 8 là một trong những level có mật độ thực thể cực kỳ lớn. Nhiều thực thể nguy hiểm cư trú bên trong level 8, bao gồm thực thể số 3, Smiler, thực thể số 10, Skin Stealer, thực thể số 15, Greg, thực thể số 31, Camo Crawler, thực thể số 13, Transporter, thực thể số 4, Deadmod, cả con đực lẫn con cái, thực thể số 9, Faceling nhưng đa số là thù địch, thực thể số 8, Hound, thực thể số 24, Deadrat, thực thể số 85, Paralyze, thực thể số 46, Folklorer, thực thể số 5, Clum, thực thể số 14, Revioke. Đồng thời, level 8 có một thực thể riêng biệt được gọi là The Arachnid of level 8. Những thực thể này là những con nhện lớn với độc tính cực kỳ mạnh. Thế nên lời khuyên ở đây là hãy tránh xa chúng bằng mọi giá. Có một số báo cáo về những thực thể được biết đến là Crawler xuất hiện tại level 8 do các lỗ thông hơi của level 2 có kết nối với level 8. Chưa hết, level 8 cũng có một đặc tính kỳ lạ là thực thể số 2, Window, cũng có thể xuất hiện trong các bức tường hang động tại level 8. Chả hiểu tại sao lại có cửa sổ trong hang động. Level 8 cũng có một mối hiểm họa của thực thể số 75, Grangler. Lời khuyên là bạn nên nhận thức về khả năng của chúng trước khi vượt qua level này. Trên hết, nếu bạn nghe thấy hoặc cảm thấy bất kỳ tiếng động ồn ào nào, hãy sơ tán khỏi khu vực đó ngay lập tức, vì có thể Grangler đang di chuyển xung quanh khu vực đó. Không nên xây dựng bất kỳ tiền đồn hoặc cộng đồng bên trong level 8. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó không được thực hiện. Sau đây là các tiền đồn được tìm thấy trong level. Đây là một tiền đồn được xây dựng bởi MEG vào năm 2015, được hoàn thành vào năm 2016. Tiền đồn này có nhiệm vụ là tiêu diệt các thực thể thù địch và vạch ra các tuyến đường an toàn cho những người lang thang. Tiền đồn có khoảng 54 thành viên. Theo báo cáo, nhóm hiện đã không tồn tại này được xây dựng bởi một loài thực thể dạng người mơ hồ không xác định đã biến mất từ lâu mà không để lại dấu vết. Cộng đồng được cho là có 78 thành viên. Các thành viên sống ở một khu vực hẻo lánh ở level 8, nơi người ngoài không thể tiếp cận trước khi nó bị bỏ hoang. Một số báo cáo của những người lang thang cho biết, người đứng đầu của thị trấn này được cho là thân thiện với con người hơn là những người còn lại trong nhóm. Người ta cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy thị trấn như một phương tiện cung cấp cho các cộng đồng khác các khoáng chất độc đáo ẩn sâu trong level 8. Những khoáng chất này dường như cũng được sử dụng để tạo ra những vũ khí thô sơ. Các thành viên của thị trấn được cho là những thợ săn lão luyện, thường xuyên giao tranh với các thực thể thù địch đi lang thang gần thị trấn. Không rõ điều gì đã thực sự xảy ra, nhưng không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống trong đó kể từ khi người ta phát hiện ra nó. Level 8 được phát hiện khi một đội khám phá đã tìm thấy lối vào level vào năm 2011. Nhóm đã liệt kê nhiều cuộc chạm trán và khám phá cho đến khi họ hoàn toàn mất tích ở level 9. Kể từ khi được phát hiện, nhiều người lang thang đã đi qua các hoạt động nguy hiểm của level 8 cho đến năm 2015 khi MEG đã thiết lập một tiền đồn để đảm bảo an toàn cho những người lang thang quyết định đi qua level.
Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là lối vào và lối thoát của level 8 nào. Để đi vào level 8, tìm những lối vào hang động ở dưới nước trong level 7 là cách chính để đi vào level 8. Đi bộ qua một hành lang tối trong level 103 sẽ dẫn tới level 8. Đi qua các hang động bê tông tối, sâu thẳm của level 2.1 sẽ dẫn đến level 8. Một lối ra chưa được ghi chép ở level 64 sẽ dẫn đến level 8. Nhảy qua giếng trong level 135 sẽ dẫn tới level 8. Các đường hầm nhỏ trong level âm 4.1 sẽ dẫn tới level 8. Bỏ qua các đường ống trong level 283 sẽ dẫn đến một điểm nơi mà các đường ống nhiều màu sẽ dần dần chuyển thành những hang đá nhỏ lởm chởm ở level 8. Để thoát ra, bạn có thể ngẫu nhiên noclip từ level 8 để tiến vào level 9. Những đoạn đường nhỏ của level 8 dường như sẽ dẫn đến level 75. Một số lỗ thông hơi được tìm thấy ở một vài khu vực có thể dẫn đến level 2, nhưng mà mình không khuyến khích sử dụng lối thoát này. Tiến vào hồ nước cất như mình đã nói ở trên thì nó sẽ khiến bạn trở lại level 7. Nếu bạn tiến vào hồ nước khắc ín ở level 8 thì những bàn tay sẽ kéo bạn xuống cho đến khi bạn đến được level 91 nếu bạn đủ may mắn sống sót, và điều này cũng không khuyến khích được thực hiện vì tỷ lệ chết là rất cao. Noclip qua một góc của level 8 hoặc thoát ra khỏi level 8 sẽ đưa bạn tới level 93. Noclip qua trần của level 8 có khả năng đưa bạn đến level 205. Tìm các bộ TV cũ ngẫu nhiên và noclip qua chúng sẽ dẫn bạn đến level 104. Rơi qua sàn một cách ngẫu nhiên cũng hiếm khi có thể dẫn bạn đến level 69. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.